闪着痛痛快快活在这个疯狂世界呀呀。猜不到结果，无可无不可，洒泪不如学洒脱。说太多，始终不知道后果，无病呻吟是你的错。我的眼睛张开，看出是非黑白，颠掉它下来，我就当被改。有些时候无奈，有时候无奈。我笑着说活该，我也撒开撒开痛痛快快活在这个疯狂世界、要活得轰轰烈烈，撒开撒开大摇大摆活在这个奇怪的世界。我这够特别，我也撒开撒开痛痛快快活在这个疯狂世界、要活得真真切切，撒野撒野大摇大摆活在这个奇怪的世界。太多事情不可理解，奇怪的世界。太多事情不可理解。怪嘅咁，怪嘅咁，乜嘢好？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。đánh lộn hả? Sao không kêu tôi đi? Nếu tôi đi thì nó có bị bầm dập tím ngắt như vậy. Tôi muốn giúp anh thôi. Ai đó? Lão chúng tôi đang bị đánh đó. Wow, một đứa được ba đứa, nhức đầu rồi. Ê, tới giờ này, đây, 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 bạn này, đây, bạn này, được không? Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên Ừ, nè, 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 ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Cho tôi ngồi bàn này nha. À, không được, đi chỗ khác đi. Đừng ngồi bàn người ta. Đi đi. Nè, có người đó, có người đó. Cho tôi ngồi với. Tôi ngồi trước mà. Tôi rất ghét người ta chiếm chỗ ngồi như vậy. Bên kia có nhiều người, sao không qua bển ngồi đi. Kỹ qua ngồi, qua ngồi đi. Bên này, 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 sao ngồi đây có mình vậy? Thấy người dạm dở có nhiều người ngưỡng mộ, chắc là thích hoạt động lắm. Sao không ra chơi với người ta đi? Tôi ghét nhất là chơi trò đá banh này. Như vậy thì thường ngày người có sở thích gì? Thí dụ như là thích trồng hoa đó. Cần gì phải làm vậy? Dám hư vô mặt của tôi hả? Chưa đủ tư cách đâu. Có đẹp không coi nè. Xem trước đã theo xong rồi đó. Phải rồi. Ây à, sao sắn người ta như vậy? Đụng trúng người không nói một câu xin lỗi. Thôi đi. Tôi đâu có sợ ai. Nói lại lần nữa đi. Tôi nói sai sao? Nhà anh là ác ôn, là hổ ác nhân. Cả nhà của anh đều là lưu manh. Đừng đánh, đừng đánh. Anh thích nói bậy bạ thôi à. Coi như là anh hát hầu quản đi ha. Thôi bỏ đi. Tụi mình là bạn học, cùng học chung một thư viện mà. Nếu đánh anh, tôi e làm dơ bẩn bàn tay của tôi thôi. Có đồ lưu manh, xem chút làm hốt hồn à.
Em mua vô đi. Nè, nó rẻ lắm rồi. Là nó rẻ lắm rồi mà. Đã ra thì mày. Bạc không được, mình là một lão sư được người ta kính ngưỡng, nếu vô đi chơi thì còn ra thể thống gì, có chứng khí mịt mù náo loạn tới điếc tài. Tôi mua số 4 số 5 sao lại nói tôi thua? Quay quay, tôi số 3 con 5 chứ không phải là 3 con 4, anh không phải là thua sao? Nhanh kể đi, coi tiền tôi đặt chỗ nào. Đặt 3 con 4 và 3 con 5 mà đặt méo một chút cũng không cho người ta ăn hả? Thì là quá đáng. Thôi đi được rồi, tôi cho anh đặt lại lần nữa đó, chịu không? Không được. Vậy tôi đặt phân nửa cho anh được rồi chứ? Không được. Ê anh bạn, chỗ cờ bạc này là của ông Hình đó. Hình gì? Ông Hình. Cháu ngoan, ra tay. Đừng làm bậy nha. Đại công tử. Có chuyện gì đó? Đại công tử. Đại công tử, lần này phát tài rồi, tụi bay chết chắc. Mau rót trà đền tiền đi, nếu như không tụi bay sẽ bị thất nghiệp đó. Cô biết ta là gì của đại công tử các người không? Là gì? Nghe kỹ đây, là lão sư của đại công tử các người. Hả? Lão sư? Anh nói thiệt hay nói dốc đây? Không tin hỏi hắn đi. Không sai, anh là lão sư của tôi. Cút đi. Thì cũ cho ngươi ăn học mà. Có biết cái gì là tôn sư trọng đạo hay không vậy? Quăng thầy ra đường. Ở đây tôn sư trọng đạo là vậy đó. Cút đi mày. Ta không trả thù, ta không phải là lão sư gì khu. Mắc dịch. Ây da, đường tam thể này quý trọng như vậy, tôi làm sao dám tiếp nhận chứ? Ê, mình là huynh đệ kết nghĩa mà, cần gì phải tính với tôi như vậy? Phải, huynh đệ, quá thật là huynh đệ tốt. Nè, đại ca, về chuyện bến thuyền, huynh đệ của tôi, huynh đệ của anh đều phải kiếm tiền. Mấy hôm trước có sự cãi giả với nhau, huynh đệ của tôi đã vô ý đả thương huynh đệ của anh. Không sao, chuyện nhỏ thôi, hả? Tiểu cũ, tiểu cũ. Ý, dạ, có đây lão đại. Mau truyền lệnh của tao, chuyện đã thương thằng Phúc Tài mai này được còn nhắc tới nữa, nghe rõ chưa? Xin lỗi lão đại, các huynh đệ rất tức giận đã đi đánh đuổi tụi kia ra khỏi bến thuyền rồi. Tụi bây làm ăn kiểu gì đây? Bộ còn biết ông kia là huynh đệ của tao hay sao? Kêu tao làm sao ăn nói với huynh đệ đây chứ? Xin lỗi lão đại. mặc kệ nó, tụi nó cũng trọng nghĩa khí đó. Đại ca có đám huynh đệ nghĩa khí như vậy là phước của đại ca rồi. Ê, phước cái quái gì khiến tôi tức giận đây nè. Còn không ra ngoài? Dạ. Mời. Ê, Tử Phong, còn đứng ngoài cửa làm gì? Kỳ thúc đã tới kìa, mau qua chào hỏi đi. Chào Kỳ thúc. Ê, Tử Phong, mới tan học hả? Tiểu Phong, lúc nãy nghe thằng Suy nói xong cờ bạc có người tới phá đám với công đây, đã giải quyết xong chưa? Giải quyết xong. Cháu Phong ra mệt, có gì mà giải quyết không được? Người trong giang hồ được học hành nhiều như vậy, cháu Phong là người thứ nhất đi. Ê, vô thư viện học được cái quái gì? Tôi chẳng qua cho nó vô trọng á giải buồn thôi. Tiểu Phong là thiếu niên anh hùng, sòng bạc của anh thì để cho nó quản lý, như vậy thì anh được ngồi hưởng phước rồi. Đợi thêm vài ba năm nữa hả, học thêm chút bản lĩnh, đừng cho nó tưởng rằng làm đương gia là một chuyện dễ dàng đó. Hôm qua tôi đến Lầu Xanh gặp cô đó thiệt là tuyệt vời đó. Nói không sai chút nào. Con cô Phụng ở tiệm Long Phụng quả thật rất đẹp á. Không biết đã có bao nhiêu người mê cô ta, nhưng mà đâu có ai tới được. Thanh cao cỡ nào, dùng cách dịu dàng không được thì dùng cách thô lỗ. Đại công tử. Đại công tử, cái cô tên Phụng đó quả nhiên là rất xinh đẹp đó. Nếu như công tử có hứng thú thì để tôi. Đại công tử cho đánh tôi chứ. Xin lỗi đại công tử. Lỗi. Thank you.
học sinh Thành Đại Quang. Lão sư Diệt Hưu, đã khuya lắm rồi, sao không đi ngủ mà ra đây quét? Dạ, vì gia cảnh của tôi nghèo quá, cho nên ứng viện trưởng cho tôi làm việc lặt vặt trong thư viện để kiếm chút đỉnh tiền mà. Không ngờ ngươi cũng siêng năng thiệt. Ây da, biết làm sao hơn, số mạng của tôi khổ đâu có giống như là Hình Phong. Ảnh ngậm chìa khóa vàng ra chào đời. Nhưng mà tôi nhận thấy được giống như tôi thì thoải mái hơn. Nói tới Hình Phong đó hả, thì ảnh ở trong thư viện, các bạn học có người ghét và cũng có người sợ anh ta đó. Sợ gì? Nên nè, lão sư có biết không, cha anh ta là ác ôn, ở Mai Long Trấn thiệt là hung tượng lắm đó. Trong trấn ai cũng biết hết. Thế như tôi nói thì cha nào thì con nấy. Anh ta ở trong thư viện thường đánh lộn với người ta đó, hung dữ lắm. Tôi chưa bao giờ được gặp người hung dữ. Hả? Tôi nghe người ta nói cái vết thẹo trước ngực của ảnh là bị người ta chém đó. Hung dữ mà cũng bị người ta chém à? Nhưng mà người ta chém anh ta bây giờ còn đang chống gậy đó. Nó hung dữ, thích đánh lộn, có cha ác ôn, làm sao mà điều tra đây? Đại Quang. Dạ, chào cô Tử Phố. Đây là tiền lương tháng này của người, đếm lại đi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Ê Đại Quang, sao không đếm lại số tiền của mình? Dạ khỏi cần đếm, khỏi cần, không sao đâu. Tôi đi làm việc nha. Cô có nhìn thấy cầm phổ của tôi hay không? Lạc lão sư, tôi phụ trách tập vụ trong thư viện chứ không phải đầy tớ. Đồ của anh, làm ơn đừng có bỏ tùm lum ở chỗ này.